đã đến đã sắp đến rồi. Chuẩn bị lên khi mặt trời phải bóng đá vào buổi ngày 30 tháng 4 1 tháng 5. Vì vậy ban tổ chức chúng tôi xin gửi cảm ơn chúng ta ra bóng của các đồng chí.
Champion Challenge xin mời cầu thủ giải nhất FC Tin Lành lên sân khấu nhận giải của ban tổ chức. Giải nhất chưa? Xin mời đồng chí Hoàng Trang Lý lên trao giải cho cầu thủ giải nhất. Đó, các bạn thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Sau đây xin mời hai cá nhân là Sùng A Lư giải vua phá lưới và Tháo A Bùa giải thủ môn. Thôi đi đi xin chuyển số nha. Đây đây thủ môn giỏi nhất này. Nhất thủ môn xuất sắc nhất. Phù đưa phù lên cho giải. Lại cả anh ạ. Thế thôi. Như trong chụp phim sẽ được nên dù có sai khỏi video đầu là nền non dầu với ba tuấn chờ bó như trò học bình trình tuấn sẽ luôn mong hành luôn bây giờ không có kế sĩ tuấn chờ bó đầu lò mà nó thì bé ba của hiệp ba tàu danh thị là tuần tự chụp chụp ba chờ bó nhớ trò tuần tàu lúc sáng tôi nhớ trò Hà Nội nó thế bây cũng một cái chờ bó sĩ trò rồng uống hoa dừa sơ xuân lúc trò lúc chủ nhật và sĩ lúc sau trò thời gian chọn tôi ta nói cho bao nhiêu lấy từ tiền lấy giá tôn tập bó là sĩ tôi giao lưu tôn rồi bây giờ bao nhiêu cộng với ba sĩ chờ bó ok rồi nhưng tao chờ nên tôi rồi bây giờ bó thế giờ lấy từ lấy giá tôi là chỉ nên xong tới là sĩ hữu sáu tông cho phử phử tù phai bút giờ tù để nó thế tù sáu tông giờ tù để nó thì nên hữu đôi nữ là sĩ nên xong tới đôi nữ thì nên tôn tập bây giờ bó tao là nhờ bé tù sai chùa này kể nhà bó tại bé bán nhà bó này nó bé trong xe tọt xe lấy số tu riêng tại bé mà xin chỉ luôn.